đây là cái bộ neo mình kết hợp là bốn 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 là ba bốn tông ha, có nghĩa là bốn tông để mình làm ombre. Thì các bạn thấy cái màu nó ra như thế này ha, đó rất là dễ thương. Đó ha. Và cái shape này là cái shape pony nhưng mà nó không làm nhỏ lắm ha, thì nó cũng tự tựa thôi ha. Ok, cái tay chị sáng quá à. Ok, bây giờ Smile sẽ làm qua cái bàn này ha. Đó, thì cả nhà coi có thể là thấy được những cái màu ở đây ha. Đó, màu mango, orange, and màu baby green, and màu baby pink, rồi màu nude nè, rồi màu có hình như có màu rain ha, màu gray green nè. Úi trời, nhiều màu quá hí. Bây giờ Smile sẽ vô ha, like ha. Hai Ngọc Nguyên nào. Smile có lớp ở và hai Vinny lớp ở ở bên có thể gọi vô công ty ha, thì Smile sẽ nói ha. Hello anh Hải, hello Trần, anh Hải khỏe không hí? Ôi chà, để coi cái màn này đắp cái màu gì ta. Đó là cái màu này là pink anh, mà màu gray ha. Hai chị Lisa, bây giờ Smart sẽ đổi qua cái ngón này là cái màu gray, rồi mình bỏ bút cái màu là màu mango lên ha. Đó mình sẽ lấy ha, bỏ lên nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi ha. Đó bắt đầu mình sẽ lôi nhẹ ra hí. Lôi nhẹ nó ra, bút nhẹ hai bên hông nhẹ thôi. Cái bột nó rất là dẻo ha, các bạn phải rất là gentle, rất là nhẹ nhàng thì cái bột nó sẽ dẻo hơn và nó đi theo cái ý mình muốn nha. Đó mình đừng có dồi nó quá, dồi quá là nó sẽ bị xấu đi ha. Bắt đầu mình sẽ vuốt từ trái ha qua phải ha, vuốt nhẹ xuống thôi, từ phải qua trái, từ trái qua phải lại ha. Oh my god, looking so beautiful. Đó các bạn thấy không, xuống rất là nhẹ nhàng để mình zoom lại cho đó, zoom lại thấy cho nó rõ ha. Đó cho nó rõ cái bột màu nó như thế nào, nó đẹp như thế nào và nó tươi và nó dễ thương như thế nào hi. Đúng không chắc xí? Đó cái móng này thì nó không có nhọn lắm nha, thì mình làm một cái vành u này thôi để tí này mình vuỗ lại cho nó không có nhọn ha. Đó như vậy thôi. Oh my god, looking so beautiful. Bây giờ mình sẽ bỏ cái màu mango lên nha. Đó mình sẽ lấy chừng này thôi. Đó mình sẽ bỏ lên nhẹ nhàng không, bắt đầu mình sẽ tém lên ha. Đó đừng sẽ tém lên, nhẹ thôi. Đó bắt đầu mình sẽ đưa đi xuống ha, đưa đi xuống, bắt đầu mình sẽ vuốt nè ha, vuốt cho nó ra. Oh my god, cái màu này nó đi quá rồi. Đó bắt đầu vuốt cho nó lại, cho nó đều vô lại cái ombre ha. Đó cho nó đi xuống luôn. Ui trời ơi, dễ thương dữ hí. Đó vuốt hai bên hông cho nó gọn lại ha. Hai chắc xí hí, chắc xí khỏe không? Ui trời ơi, dễ thương này. Đó, màu này rất là dễ thương ha. Bây giờ mình sẽ hai nguyện lên. Bây giờ cái ngón này mình sẽ làm cái màu màu pink nha, và cái màu pink và cái màu mango ha. Đó mình sẽ lấy cái màu pink lên, các bạn thấy không, pink rất là tươi ha, tươi giống y như là smile vậy đó. Đó đó và dẻo y như là alet vậy đó. Đó nhẹ nhàng thôi. Rất là nhẹ nhàng ha. Đó các bạn thấy không, bột rất là dẻo ha. Bây giờ mình sẽ vuốt nó xuống ha, vuốt cho nó xuống. Đó vuốt cho nó xuống ha, nhẹ nhàng thôi. Bắt đầu mình sẽ đi xuống nè ha. Ui trời ơi, dẻo dữ hí. Vuốt cho nó đi xuống. Đó ôi trời ơi, cái sparkle, vuốt cho nó ra ha. Đó là tới hết một ngón nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái màu mango mình bỏ lên hí. Đó bây giờ mình sẽ tém vô cái phần nhẹ, cái cuticle, tém cho nó mỏng này ha, thì mình không cần phải vuốt cuticle ha.
Bắt đầu mình sẽ đưa bột xuống nhẹ nhàng. Không, bắt đầu mình sẽ vuốt cho nó ra. Ui chào ơi mẹ ơi, đẹp dữ hi. Ui chào ơi, dễ thương quá đi à. Đó, mình vuốt lại sơ sơ lại nha, cho nó gọn cái bột lại. Ui chào ơi, om ready đi xuống rất là dễ thương hi. Mau quá dễ thương đi. Bột này là vừa dip mà vừa đắp luôn, là vừa bới luôn. Đó. Đó, linh nhà sợ thôi, mình càng kỵ chân mô này không thì mình càng đỡ phải dũa ha. Đó, ôi chà đẹp vậy. Ôi chà ơi, hai tính chân hí. I love you too. hai thao hí. Bây giờ cái ngón này mình sẽ làm chút ombre hí. Thì cái ngón tay của người khách này nó bị một cái gọi là cái bị thiếu bên một bên này. Thì mình sửa lại cái móng cho người ta ha. Đó, mình sửa là cho ta để cho cái móng nó bự lại, để cho nó không có bị thiếu ha. Đó, bỏ một chút lia cờ lên, lia đờ lên ha. Bỏ chút lia đờ lên. Ui, chào anh dễ thương này. Đó, là như thế này ha. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái màu nút. Đó. Màu nút ha, ít thôi, đừng có nhiều quá nha. Đó, bây giờ mình đừng bỏ sát quá. Đó, bắt đầu mình sẽ đập cho nó ra này ha. Và cho nó mỏng nha, mỏng thật là mỏng. Đó, cho nó ra ngoài luôn. Đó, vuốt cho nó ra. Các bạn thấy không, nó ra ngoài đây luôn nè, tại vì mình đang sửa cái ngón này lại nè ha. Tại cái ngón của tay người ta nó giống như nó bị thiếu móng á. Đó, mình sửa lại cho nó đều lại vô cái móng này ha. Đó, nhưng đừng cho nó chảy ra nhiều quá, mình cho nó vừa đủ thôi, ra vừa đủ thôi. Rồi mình ủ một cái lớp clear lên làm cho cái móng nó bự lại ha. Đó, đó là cái cách để mà mình sửa được những cái móng bị như vậy nha. Đó, bây giờ hít hả? Hít thì được luôn, muốn làm gì cũng được hết á. Bột bên Chanel là muốn làm gì cũng được á, tại vì nó dẻo mà. Và nó mềm mịn. Đó, ủ một cái lớp clear lên. Được hết. Hola, hola, como está? Sí, muy bien, sí. Đó. Vuốt cho nó ra. Dúng lại. Em để đừng nghĩ là thầy. Đó. Vuốt cho nó ra. Để sửa được cái móng này nha. Đó, là xong ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái ngón này, mình sẽ đắp cái gọi là hỗn hợp nha. Cái ngón này thì mình sẽ bỏ cho nó hỗn hợp vô. Đó. Hỗn hợp nha. Thì mình sẽ bỏ màu mango, màu gray, không hỗn hợp nha. Cái này không phải là marble nha, mà là gọi là hỗn hợp. Đó, lên nó ra, đừng cho nó dơ ha. Lên nó ra. Đó, giờ bỏ màu pink lên. Ui chào anh. Đó, bỏ màu green. Hi Smile, khỏe không? đừng dọa em chị. Hai chị Chis khỏe không? Hai Alex khỏe không? Đừng. Em sợ, đừng làm em sợ. Khổ thiệt. Lên ha. Thì tí nữa mình sẽ vẽ nó giống như vậy thôi. Thì các bạn thấy không, khi mà nó xong rồi này ha, thì mình vẽ như thế này thì nhìn nó đẹp không, rất là dễ thương. Đó, nó đơn giản lắm mà nó rất là dễ thương ha. Nó chin chin ấy, giống như gái 18 ấy. Xong rồi ở cái đó Aston á. Xong rồi mình sẽ ủ mà. Xong rồi mình sẽ bỏ một cái lớp nút này để cover qua này, để cho cái lớp màu đó nó nằm ở dưới cái lớp nút này. Mà cái lớp nút này nó lợt nha, nó không có đậm nha. Thì khi mình sơn cái top lên thì oh my god, so beautiful. Đó, các bạn thấy không? Nó làm cho nó hòa nhuyễn lại nhau này. Thì các bạn thấy nó dễ thương không? Dễ thương ý như là Smile vậy đó. Đó.
răng mà cười hiền muốn hí, ái ấy bẻ bẻ cái bẻ mà taxi mà là gây mưa gây bão ở trên 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 néo á, đó. No, đừng mù. No. Đó. Vuốt cái clear cho nó ra ha. Đó, vuốt cho nó ra. Các bạn thấy không? Thì khi xong rồi này thì nó như thế này ha. Và bây giờ cái ngón này mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ làm cái màu mango và cái màu nacho. Ha, màu mango ha. Đó, mình sẽ bỏ lên. Được á. Đó. Mình đã từng yêu nhau mà. Từng đến với nhau mà tại sao không mua cà phê cho smile vậy? Đó. Ta đã từng cố yêu đến nương đời sau. Anh và em mãi. Nãy biết có mấy chai đẹp đây là mua hết rồi, đâu cần chị đẹp cái nữa. Bởi vậy, khổ thiệt. Đâu sao đâu, tí nữa làm xong dẫn đi ăn được rồi. Thôi đi nhậu đi. Nhậu hả? Nhậu ở đâu? Thôi đi nhậu đi. Trời ơi, cái bà hứa không là bà không bao giờ bà đi hết á. Mời mà dâng tới miệng luôn mà bà không qua là không qua. Bà hứa mình ok nhậu hí. Cuối cùng không qua cho mình leo. Đây nghe không thái nghe đang làm tái tôi nha. Không, như điện thoại hết pin. No, đừng đang làm nha. Hai anh Lợi khỏe không? Hai JC Kim. Hai Việt Nguyễn. Ô, có Việt Nguyễn hả? Dạ không có. Phá hoài nha. Đang làm nail nha. Ủa, Ngọc Đòn là em gái tôi đây nè. Em gái tôi đây, em họ. Ủa, có luôn hả? Em họ đây nè, Ngọc Đòn đó là em. Ok. Em gái thì để em tắp xong cái cục này đã. Hai Ngọc, chị Phượng nè. Để em tắp xong cái cục này đã, mất công xấu nữa. Em gái chị cười em chết. Ui chào ơi, dễ thương à. Ui các bạn thấy không? Màu này rất rất là tươi mà rất 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 là dẻo. Đặc biệt đẹp, đẹp giống ý như smile vậy. Linh ra hí. Ui chào ơi, dễ thương à. Linh ra. Đó. Đó, các bạn thấy không? Dễ thương không? Ui chào ơi. Ui chào. Ủa. Ok, bây giờ mình sẽ lên cái cỏ ha. Xong rồi mình sẽ dũa xếp ha. Xong rồi mình sẽ gắn diamond. Smile sẽ show cho mọi người cái cách để gắn diamond last long time hí. À, mọi người đợi Smile chút hí. Đó, bây giờ Smile sẽ dọn mấy cái hũ bột này. Các bạn thấy không? Bốn cái màu này rất rất là tươi nè. Các bạn thấy không? Rất là tươi. Đó, tươi ý như Smile vậy ha. Đặc biệt là không bị marble nha. Đó, bây giờ mình sẽ linh đi. Rồi mình sẽ sơn ha. À, mình sẽ xếp cái dũa ha. Smile dùng cái shape là 180 của Just Nail hí. Hai Nguyễn Tung khỏe không bro? Khi nào nhậu tiếp đây? Đó, lâu ngày quá ha. Nhớ quá hí. Ok, bây giờ bỏ. Ok. Thank you Amy hí. Hi Anthony Nguyễn hí. Bây giờ Smile sẽ dũa ha. Dũa bên hông. Đó. Bây giờ Smile dùng cái đầu dũa 180 thôi. Dũa cho nó đã ha. Không có sợ bị đau tay nè. Không có sợ bị mòn tay nè. Rồi không có sợ bị cắt tay nè. Ui trời ơi, nhiều tác dụng lắm. Các bạn thấy không? Muốn dũa được cái shape thì mình phải dũa hai cái đường thẳng bên hông này trước hí. Dũa hai cái đường thẳng bên hông trước đã. Rồi xong mình mà dũa cái trên phân mỏng nha. Đó, bắt đầu giờ mình sẽ đi lên nè ha. Mình sẽ đi lên dũa cái phần ở trên đầu móng để cho nó không có nhọn lắm ha. Đó là cái cách để mình dũa những cái shape này nha. Đó, mình sẽ đi dưới một cái này cho nó thẳng ở dưới đã chứ ha. Cho nó thẳng ở dưới đã ha. Bên này cũng vậy. Thẳng ở dưới đã ha. Thẳng ở dưới đã ha. Xong bắt đầu mình sẽ đi lên lại ha. Đó, đi bắt đầu mình chỉnh cái shape lại cho nó gọn ha. Cho nó gọn, cho nó thẳng và cho nó đều và cho nó đẹp ha. Đó, là xong một ngón hí. Toàn thấy không? Rất là dễ thương ha. Đó, màu này rất là dễ thương. Hello, taxi Trần ha. Khỏe không hí? Bây giờ Smile sẽ dụ cái ngón này. Mình sẽ dụ cái đường thẳng ở dưới trước nha.
cái dựa đường thẳng ở dưới trước này ha, các bạn thấy không, dựa đường thẳng ở dưới trước này ha, dựa đường thẳng ở dưới trước đó, bên này cũng vậy, dựa đường thẳng ở dưới trước ha, đó thì nó đã có một cái đường thẳng rồi, bây giờ mình sẽ dựa ở trên đầu móng ha, đó mình sẽ dựa ở trên, đó dựa ở trên ha, tại cái móng, mấy cái móng này nó từ từ giống như móng bầu nha, nhọn mà nhưng mà nó bầu thì nó không có nhọn lắm, thì đó rất là phù hợp cho những người mà có công ăn việc làm ở nhà ha, đó không có sợ là mang móng những cái móng này mà không có làm được đó, nếu mà làm không được thì có thể xạ thì không có làm luôn, nhờ chồng làm nha. Đó coi như là đó, nó làm xong là nó cuốn gói sẵn cho mình luôn đó, nó đi với luôn đó. Ui chào ơi, dễ thương này. Ui các bạn thấy không, rất là dễ thương ha. Có dũa dưới nha, phải dũa dưới nha, không dũa dưới là không có đường thẳng đâu nha. Nè các bạn thấy không, dũa dưới trước này ha, thấy không đó các bạn thấy không, tại sao mình đi vô sâu được, tại vì cái của Smile rất là mềm, cái đầu dũa của Smile rất là mềm, bởi vì Smile muốn đi vô đâu cũng được hết á, thấy không, không có sợ cắt tay người ta nè, không có sợ bị mất bột ha. Đó bây giờ mình sẽ dũa trên, đó dũa dưới để trả lại nha. Đẹp đẹp mà, đẹp phải giống như Smile mà đúng không, màu rất là dễ thương. Đó dũa hai bên hông, dũa sâu dũa ngắn gì cũng được hết á. Đó, mình không có sợ là cắt đứt tay người ta hay gì hết, hay đau tay người ta gì hết, mình dùng cái đầu dũa 180 nha. Đó. Ta đã từng cố lên đầu xa. Ủa em gái chị có trên đó hả chị? Ừ có, cái này chị đang nói chuyện với nó đây nè. Ồ vậy hả? Ừ. Ủa em gái chị mấy tuổi rồi? Không biết nữa. Em họ. Ồ có chồng chưa? Có chồng, hai đứa con. Ôi trời, thôi khỏi đi, bỏ đi. Trời ơi. Giờ muốn kiếm gì tôi có nè, giờ muốn không tôi giới thiệu cho. Ồ thôi em anh Thạnh ơi, em hỏi chơi thôi mà. Trời ơi, vợ em nghe được vợ em giết em chết. Vậy á. Ôi trời, chị làm em giữa bay mất bộ luôn. Ôi chết rồi. À, xong rồi. Kiểu này là không xong rồi. Chết rồi, Mai ơi. Nhắc tới bà xã là tay chân run hết trơn rồi. Còn chết lắm. Mới có 18 tuổi rưỡi à. Ờ vậy hả chị? Ai? Chị nói cưng á. Ờ vậy hả? Đúng chị rồi. Em mới 18 tuổi rưỡi à. Thì em trẻ mà, em nói làm sao đó, bây giờ em trẻ mới đẹp được chứ. Trời ơi, chẳng dễ sợ. Đâu giống như mù chắc xì đâu, mù già rồi. Đúng rồi, bên kia nó già. Mù già. Trời ơi, ở bên kia làm dài hơn mình đó kìa. Là sao? Thì đọc một thiếp không nè. Thôi dài quá vậy. Ngắn thôi. Ngắn về đẹp ơi. Là sao? Còn trẻ hả? Chị sao? Chính là tôi già hả trời? Nó dám hả trời? Là buồn 5 phút rồi. Ai nói? Là em chị nói thôi còn trẻ hả? Còn chị sao? Chị già rồi em. Cổ. Giờ mình sẽ chỉnh lại cái xếp cho nó perfect nha. Can I borrow this? Chỉnh lại. Cái này thì nó dài nè. Ok, được rồi, được rồi. Dựa cho nó nhỏ lại chút ha, cho nó gọn lại, cho nó bằng cái bên kia đó, nhưng mà đừng có nhọn quá, được, vừa vừa thôi. Put
Tuấn ơi, lên tiếng đi Tuấn ơi. Sao tao nhiều. Sao nay kỳ ta, cầm tay gái đẹp sao kỳ vậy ta? Cái gì cũng rớt hết. Hả? Trời ơi, bữa nay hăng hạnh lắm á. Hăng hạnh lắm mới được hot boy nắm tay đó. Okay, I do talking, okay? So before I do it, I have to make all the steps so even when you say to. So tomorrow my beautiful client, she gets married. Ủa ai mà xui gì trời. Bên đó nhà mơ Mary, bên đây mơ đi đám ma làm tay cho đẹp. Mary tomorrow with Justin Bieber. You guys don't know Justin Bieber? That's mine. He always sing the song. Cái bài đám cưới chạy xe sao không? Baby, baby, oh, oh. Xem like của anh mà bỏ con khóc la lên cần kìa. Là sao? Xem like của anh mà bỏ con khóc. Trời ơi, ai vậy? Ai bỏ con dữ vậy trời? Đông, đông, đông của anh. Đông. Trời ơi, sao lại khổ như vậy nè? Có con hay sao mà khổ vậy? Video smile có xóa đâu. Để lưu lại mà, muốn coi giờ nào cũng được. Hi Sibu, hi Lucia. Hi Lê, hi Diva. Ok. Bây giờ mình sẽ đi sai ha. Để mình phủi bụi chơi. Phủi bụi thiệt chứ phủi bụi chơi là sao? Là sao? Ok. Bây giờ Smile sẽ lấy diamond. I made the surface more even before I apply the color, so cạp cạp ạ. À, cái đàn của em đâu rồi chị? Okay. Em buồn lắm, chị biết không? Okay, có 3 thế cây đàn, bây giờ còn có cả. Be very long one. Bây giờ Smile sẽ gắn diamond hí. Yes. Anh chị em nào mà ở Cali muốn làm nail thì cứ tới đây nha, Smile làm cho nha. Đó, làm đẹp để mình đi chơi hí. Why did you not chew nail tip except if you use the palm? Oh, because I don't have the palm here, so I just do the tip only. Bây giờ ngón này Smile sẽ gắn 3 cục diamond ha. Yeah. Hả? Hỏi ở đâu kìa? Ở đâu vậy chị kìa? Ở Garden Row á, nằm ở đường này nè. Ồ. Put the two together, great idea, 10 for sewing. Mother, thank you. You're welcome. Trời ơi, móng dài khó đánh quá, đánh lụm trơn trơn này. It doesn't matter what the tip you put it on, but when it's later on, you apply the powder. So you can make the shape is more sway, you know. So bỏ đèn đi. Bỏ đèn thôi. So... Heidi, how are you? Heidi. Okay, xong rồi. Bây giờ Smile sẽ gắn diamond lên nha. Tại vì cái khúc này á là nó Smile có gắn 3 tới cục lần. Bởi vì Smile phải sơn một cái lớp top trên trước. Không, Smile sẽ bỏ lên nè. Đó, bắt đầu Smile sẽ chỉnh lại cho nó gọn ha. Đó. Đó, là một cục ha. Bây giờ Smile sẽ gắn cái cục thứ hai. Houston, oh, you from Houston, David? Oh, oh, David, he's from Houston too. San Diego, Texas, Oregon. Wow, you guys from Houston a lot. Can I see that hand? To make sure they look exactly. Texas. Oh, a lot of you from Texas. Rồi. Denver, Colorado. Oh, cái như cái ngón này nó hơi cao quá ha.
không sao ha. A lot nail test right now and a lot talent people, so it's Benny. Let's go Panama. That's it. Oh, head on. Okay, you guys see it? So I'm at the same straight ready. So right now I have to make all nail even before I apply the powder. So this one too. Okay, so today I want to show you guys I do is the little powder, because I have a lot of new glitter come out. So I want to show you guys how the thing is to apply it. So first thing, I have this one. This one is super crazy sparkle glitter. And next thing, I have the powder. So this one, the powder I'm missing already. So when you guys buy it, you guys go home, just do it. It's more easy. And this one for 2 hours, okay? So for 2 hours. And the second thing, maybe I do her nail, maybe loose color. So actually, so I have the, maybe I do for her, it's the salala pink, you know? This salala pink is super pretty color too. And My phone number died, so I have to put the okay. Cái ngón này thì mình gắn hai cục cho nó thẳng thẳng, rồi tí mình đi cái đường đây mình nhỏ đi vòng vòng ha. Wow, it's so pretty sparkle glitter. So today I can bat her, it's so sexy. Salud, okay, salud. She like sexy, you know? Yes. She needs to have to be sexy. Okay, so do we using acrylic or just gas? Yeah, I using it. Don't let your battery die, okay? Okay. I check my phone ready. So maybe I do acrylic. So maybe I do one here, maybe it's a lovely chair, because right now I have a lovely chair, but I like the style of people from you guys like lovely chair more. So maybe I do one hand right here, lovely chair. So maybe I try one for you guys, okay? So before I do lovely chair, I have the salad lapping right here, and I have the lovely chair with salad lapping too. So bữa nay ta đang tập trung salad lapping barbecue. Bên kia cứ xa la hoài, bên đây nín thì cho bên đó xa la đi. Okay, this is the Barbie pink and this one the pit pink. And both is look pretty. So maybe I saw the one, the last one, okay, before I apply the acrylic. Okay, before I apply it, so I have to put a little bit the primer in there. Mắt hơn nail last couple days. Yeah. The farmer make sure it burn all chemical, burn all oil, so that. So after that, I have to clean all everything before I apply the powder. So she get long nail, huh? She like long nail. Tonight she go home, she turn on music, Lady Gaga, she dancing, you know? Hot Justin Bieber, you tell Lady Gaga. Yes, she turn on music, Lady Gaga. So, right now, before I'm doing, so I using my powder. So, I have my brush, it's number 14 from Just Nail, and this brush is really good, keep the acrylic, the liquid is really good, and
And I'm using my liquid too. This one is the from Jasmine too. I have the 32 ounce and 16 ounce. And you can buy 1 gallon too. And this one is no MMA, okay? So, right now, I'm ready. Okay, so I have my acrylic ready. So before I do it, I apply the soft white. And this one is a little bit more white. So, hello. Sorry, I'm too focused for this, so I can't talk. Sorry. Bên kia đừng có nhiều chuyện, để bên đây người ta đang làm. So I have to put right here a little bit and push down very gentle, and I have to hold like that because the powder is too wet, and I have to very gentle. Yeah. I'm at the second corner straight. So what I'm doing right now, I get a little bit liquid and I move them down very slowly and very gentle. That's what the top is super thin for me. So down like that. I'm using the very strong. Bây giờ mình sẽ vẽ cái đường line ha, đơn giản thôi. Cái này không phải là đường line mà giống như cái đường méo. Cái đường méo thôi. Đó. Thì các bạn mua cái gel này thì mình có thể mua trên Chanel ha. You see it? The good thing too, like my powder, when you guys control it, they not dry really quickly. So it takes time for you guys control it. And I set it down like that. You see? Because her nail after I cut short a little bit, because she tell me tomorrow she get married, but she want to be cut the hair too. So that's why I tell her, why don't keep long nail? Because long nail tomorrow you can be the king, you know? So you go home to be the king and do nothing, you have to do everything. You guys see it? Okay, so right now I apply the second one. So I have the salala pink. Biết 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 bạn biết cái đó không, biết bài đó không? Nó đang nó đang ngồi biết bột, nó nghe cái bài nó đặt thế luôn. Sha la 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 la. Đây ha. Nó bỏ 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 vô chút nữa. Bỏ vô chút nữa. Oh my god, you guys see? Oh wow, it's so pretty, so I love it. Okay, push down like that. Okay, and change a little bit. And set it down. Wow, it's so pretty. Thì nó đã xong ha. Đơn giản ha. Đó, rất là đơn giản. Và bây giờ mình sẽ sơn treo lên. And I sơn this side too. And this side too. And make sure in the side, the left side, how to powder everything. And you guys remember, don't touch too much strong, okay? Because the mess up is the ombre is more easy. And this side and left side. Wow. You guys see it? It's salala pink, okay? So. Bạn nhớ đừng có sơn lên cái diamond nha. Okay, so right now I put the second ball in the top. So before I do it, I have to make sure every nail have a powder. And must light a little bit to the side. After that, I get a little bit liquid and do slowly and very slowly. Bỏ đèn. Okay, remember now, they call it salalam. And I put a little bit more here too. That's more natural. Oh yeah, I think you're gonna have to suffer. Okay. I know mostly a lot of people when you do ombre done and they want to put a little bit of sparkle little right here. So you guys make sure you guys cover it and when you guys shape the nail and you guys don't lose the ombre. So I get the clear powder too. Clear? Yeah, clear.
Giờ mình bỏ chút dầu lên ha, cho nó sạch sẽ cái chemical. Ôi, dễ thương quá nhỉ. Okay. Giờ, can you put two hands on? Nó lại đã. Ôi trời ơi. Ồ, dễ thương quá nha. Ôi, cái này giống như là mặn cầu á. Đúng chứ, mặn cầu. Các bạn thấy cái màu này dễ thương không? Okay, you are get married. Yes, you get married. Đó là dễ thương ha. So, okay, so right now I want you guys to do this now. Maybe I do a sparkle later. So, it's super, super pretty sparkle later. Huh. And I must make sure you guys do this. Thì cái màu này nó ra như thế này ha. Nó đơn giản mà nó rất là dễ thương. Nó không có màu mè lắm ha. Đó. Thank you mọi người ha. Thank you mọi người đã xem cái video này ha. Bây giờ mọi người có thể qua coi Alex làm ha. Ok, bye mọi người.